Nam em bức xúc nói Bạch Công Khanh là LGBT qua cầu rút ván, thân thiết chỉ là trò mua vui. Nam em gây xôn xao dư luận khi có bài đăng tố thẳng nam diễn viên ca sĩ Bạch Công Khanh là người thuộc cộng đồng LGBT. Chuyện tình cảm đồn đoán trước đây hoàn toàn không có thật. Bức xúc nói Bạch Công Khanh là kẻ qua cầu rút ván. Cái tên của hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long Nam em những ngày qua có thể nói là đề tài đang được dân mạng tìm kiếm, quan tâm bàn tán nhất trên khắp cõi mạng. Hàng loạt drama liên quan đến Nam em đã bị chia rẽ tràn lan khắp nơi. Nhiều ý kiến trái chiều bắt đầu bị đưa ra, kẻ bên vực, người chỉ trích khiến câu chuyện của cô ngày càng bị đẩy đi xa. Theo đó, ồn ào liên quan đến quá khứ chồng sắp cưới của cô chưa nguội hẳn thì tối ngày 1 tháng 12, Nam em lại có bài đăng tố một anti-fan đã giả dạng người hâm mộ của cô để bày trò hãm hại. Mỹ nhân gốc Tiền Giang cho biết người này đã tặng đồ ăn cho cô, nói là cháo, rò huyết, nhưng thực chất khi cô ăn vào thì nhận ra đó là những thứ dơ bẩn cố tình hãm hại cô để cô ăn. Chưa hết, nam em còn đan đàn nói thẳng bản thân sẽ kiện đến cùng những kẻ cố tình hãm hại, bôi nhọ danh dự của cô, thậm chí còn chỉ đích danh người ở trong fan club của Bạch Công Khanh. Cụ thể, nam em thời gian qua cũng vướng không ít những ồn ào liên quan đến nam nghệ sĩ. Netizen cho rằng cả hai thường xuyên đi diễn chung và nam em lại có tình cảm đặc biệt đến Bạch Công Khanh, gần gũi và tương tác quá mức. Dù đã chọn cách im lặng suốt một thời gian dài, nhưng đến nay có lẽ đã không thể nhẫn nhịn nên nam em đã lên tiếng tố thẳng mặt Bạch Công Khanh, một lần nữa nói rõ hết sự thật để bảo vệ cho tên tuổi của bản thân. Theo đó, netizen đã phải sốc nặng khi cô cho biết Bạch Công Khanh là người thuộc màu tím, tức là trong cộng đồng LGBT, việc yêu đương là không bao giờ xảy ra. Hơn nữa, những khoảnh khắc thân thiết hoàn toàn chỉ là làm cho khán giả vui. Cụ thể, viết trên story cá nhân, nam em có chia sẻ: "Tôi là người ngỏ lời mời Bạch Công Khanh đi hát chung. Từ những ngày đầu đi hát, tôi luôn muốn song hành với bạn đó lâu dài và tử tế. Nhưng cuối cùng, tôi nhận được gì? Bạn đó tím, ai cũng nhìn thấy. Việc tôi vui đùa với bạn ấy trên sân khấu là muốn làm khán giả vui. Việc của một nghệ sĩ là làm cho khán giả vui. Sau những lời hứa hẹn chuẩn bị ra phim mới quay chung với Bạch Công Khanh, bằng những trò thao túng tâm lý nên tôi mới nhận test sau ca ngợi Bạch Công Khanh. Sau đó tôi nhận được cái gì? Qua cầu rút ván. Tôi đã muốn im lặng để giữ sự bình yên cho riêng tôi. Bao nhiêu lần fan club của Bạch Công Khanh thao túng tâm lý tôi, nói là bây giờ không hát nữa, buồn muốn chết. Vậy là tôi tin, tôi tiếp tục hạ mình vì đam mê. Nhưng cuối cùng tôi sai. Bây giờ tôi không còn tha thiết công việc này nữa. Tôi sẽ đứng lên rửa oan cho chính bản thân tôi. Có câu, người không vì mình, trời tru đất diệt." Bài đăng của nam em nói thẳng về Bạch Công Khanh đã nhanh chóng gây xôn xao toàn cõi mạng. Dân tình đồng loạt sốc trước động thái quá cứng rắn này của nam em. Tuy nhiên, cũng tỏ thái độ thấu hiểu, cho rằng có lẽ đây là hành động tức nước vỡ bờ của người đẹp. Dù cũng chỉ là những lời lên tiếng chủ quan từ phía nam em, nhưng netizen đều đã vô cùng sốc. Hiện tại, cộng đồng mạng cũng đang trông chờ lời lên tiếng chính thức từ phía Bạch Công Khanh làm rõ về những lời tố từ phía nam em gửi đến nam nghệ sĩ